Năm chiếc bánh kính chào quý ông anh chị em. Một giám mục vừa bị đâm khi đang cử hành thánh lễ. Một giám mục nổi tiếng đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị đâm nhiều nhát trong một thánh lễ. Theo báo cáo sơ bộ của cảnh sát, đức cha Emmanuel được cho là đã bị tấn công tại nhà thờ Chúa Thiên Lành trong khi đang thuyết giảng. Trong thánh lễ ban chiều, bắt đầu lúc 6 giờ 30 tối thứ hai, 15 tháng 4, đức cha Emmanuel là giám mục giáo phận công giáo nghi lễ CGS Sydney, hiệp thông hoàn toàn với tòa thánh. Đức cha đang giảng trong thánh lễ, thì bị một người đàn ông bình tĩnh bước đến gần ngài. Đức cha nhìn chầm chầm vào người đàn ông. Ngay lúc đó, hung thủ dơ cao con dao giấu trong áo và đâm túi bụi vào vùng mặt vào cổ của đức cha. Đức cha Emmanuel ngã xuống đất trong tiếng la hét của cộng đoàn. Một số người lao tới để cố gắng giúp đỡ đức cha và bắt giữ hung thủ. Các nhân viên cấp cứu và cảnh sát gần đó đã phóng đến hiện trường vào khoảng 7 giờ 15 tối thứ hai. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết tình trạng của đức cha Emmanuel được kể là nghiêm trọng. Ngài đang được điều trị tại bệnh viện. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho ngài. Bên cạnh đó, một người đàn ông khác khoảng 50 tuổi trong cộng đoàn cũng đã được đưa đến cùng một bệnh viện với nhiều vết đâm. Ngoài ra còn có ba người khác bị thương và đang được điều trị tại hiện trường. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị nhiều vết rách. Một người đàn ông khoảng 20 tuổi bị một vết cắt ở tay. Và một người đàn ông khoảng 60 tuổi bị vết thương ở cánh tay. Họ là những giáo dân can đảm chiến đấu với hung thủ. Các nguồn tin từ cảnh sát nói với giới báo chí rằng hung thủ bị tình nghi là có liên quan đến bọn khủng bố Hồi giáo. Vụ tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau khi 6 người bị đâm chết tại trung tâm mua sắm ở Sydney không có dấu hiệu nào cho thấy hai sự kiện này có liên quan với nhau tổng giám mục sydney kêu gọi bình tĩnh và cầu nguyện sau vụ đâm trong một nhà thờ đức tổng giám mục sydney đã kêu gọi các tín hữu bình tĩnh và phản ứng chống lại bạo lực và sợ hãi bằng cầu nguyện và hòa bình sau khi giám mục emmanuel bị đâm trong một thánh lễ tại nhà thờ trước kitô một tử nhân lành Cách Sydney khoảng 30 km về phía tây, Đức tổng giám mục Sydney nói: "Tôi mời gọi các tín hữu đừng phản ứng với những sự kiện này bằng sự sợ hãi, hay tránh những nơi thờ phượng vì lo lắng về những cuộc tấn công tiếp theo, cũng như đừng tức giận thực hiện những hành động trả đũa hoặc báo thù. Phản ứng tốt nhất trước bạo lực và sợ hãi là cầu nguyện và hòa bình." Ngài nhận định trong một tuyên bố các ngôi nhà cầu nguyện theo truyền thống là nơi bình an và an ủi nơi ẩn nấu và tôn nghiêm vì vậy đoạn video về vụ tấn công một nhà lãnh đạo tôn giáo trong thánh lễ ở nhà thờ gây chấn động đặc biệt chúng ta đã chứng kiến những loại sự kiện này ở các quốc gia khác nhưng cho đến nay nước úc phần lớn không có loại bạo lực công khai này trong và xung quanh các nhà thờ mọi người ở đất nước này dù là giám mục hay linh mục giáo sĩ do thái giáo hay giáo sĩ hồi giáo mục sư hay tín hữu đều có thể cầu nguyện một cách an toàn mà không sợ phải chịu những hành vi bạo lực khi tụ họp cầu nguyện do đó đức tổng giám mục của sydney mời gọi hãy bình tĩnh và không nhượng bộ trước sự sợ hãi ngài cũng cầu nguyện cho đức giám mục emmanuel và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công liên quan đến vụ tấn công vị giám mục tại một cuộc họp báo ủy viên cảnh sát nói rằng đây được coi là một hành động cực đoan có nguồn gốc tôn giáo thủ hiến bang đã triệu tập các nhà lãnh đạo tôn giáo từ một số cộng đồng tôn giáo phía tây sydney tới hợp mặt theo hãng tin công giáo úc tất cả các nhà lãnh đạo đã tán thành và ủng hộ việc nhất trí lên án bạo lực dưới mọi hình thức yêu cầu mọi người luôn hành động với sự tôn trọng lẫn nhau